Vâng, kính chào các bạn. Hôm nay ngày 23 tháng 7 năm 2019 từ Berlin, tôi đang có mặt ở đây, ở ngay trước khách sạn Hotel Sheraton ở Berlin. Và các bạn hãy nhìn thấy đây là một khách sạn rất là hiện đại. Và tại đây, cách đây đúng 2 năm đã xảy ra một sự kiện rất quan trọng. Đó là việc mật vụ Việt Nam tham gia đột nhập vào lãnh thổ Cộng hòa Liên bang Đức và bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Điều đó đã đem đến cái tai hại rất lớn cho những cái quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức nói riêng, và ngay cả quan hệ giữa Việt Nam và châu Âu cũng đã bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ bắt cóc đó. Đây là khách sạn Sheraton phía sau lưng tôi. Và cái vụ việc đó đã truyền thông quốc tế đã đưa rất nhiều những thông tin này. Và đây là hình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh mà các bạn cũng đã xem qua rất là nhiều những cái phương tiện truyền thông. Và đặc biệt là những cái truyền thông ở quốc tế thì họ đều đưa tin một cách rất đầy đủ và chi tiết về cái việc ông Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc tại Berlin vào ngày 23 tháng 7 năm 2017 và cách đây đúng 2 năm. Đây hình ảnh các bạn xem. Đã. Và cùng với việc ông ta bị bắt cóc thì đây là khách sạn Sheraton, và cách đây 2 năm thì cô Đỗ Thị Minh Phương là người bạn gái của ông Trịnh Xuân Thanh cũng bị bắt cóc cùng thời điểm đó. Đây là hình ảnh cô Đỗ Thị Minh Phương. Các bạn thấy. Vâng, cô Đỗ Thị Minh Phương này. Đây là hình ảnh cô Đỗ Thị Minh Phương. Và cô Đỗ Thị Minh Phương này đã bay từ Việt Nam sang Paris của Pháp và hạ cánh, và tiếp tục từ Paris thì cô Đỗ Thị Minh Phương đã bay sang Berlin và hạ cánh vào Berlin vào ngày 19 tháng 7 năm 2017. Đây, đây là hình ảnh của cô bạn gái của ông Trịnh Xuân Thanh, Đỗ Thị Minh Phương. Đây, và chính cô Đỗ Thị Minh Phương này đã thuê cái khách sạn ở đây, và các bạn nhìn sau lưng tôi, đây là khách sạn Sheraton tại Berlin, nơi mà cô Đỗ Thị Minh Phương là cái nơi. Đây hình ảnh các bạn xem. Cái là cô Đỗ Thị Minh Phương. Và được biết cô Đỗ Thị Minh Phương là một cái cán bộ của Bộ Công Thương, nơi mà trước đây ông Trịnh Xuân Thanh đã công tác, và cô ta đã nhiều lần sang Đức trước đó, và hiện đến lần thứ tư, tức là vào ngày 19 tháng 7 năm 2017 thì cô có mặt ở đây, và sau đến lần thứ tư thì bắt đầu xảy ra vụ bắt cóc đó. Thì đây là hình ảnh của cô Đỗ Thị Minh Phương, và là cái người mà bạn gái của ông Trịnh Xuân Thanh, và cô ta đã thuê khách sạn ở ngay sau lưng các bạn đang xem ở đây. Và có một chi tiết rất thú vị là trước đó thì ông Trịnh Xuân Thanh cũng ở Berlin, ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin, và ông ta nói với vợ của ông ta rằng là bà Nga, rằng ông ta có phải có cái việc để đến ở trại tị nạn một thời gian trước khi đăng ký vào tị nạn của Đức, thì ông ta phải đến đó ở. Tuy nhiên khi ông ta rời nhà đi thì bà Nga đã chở ông ta đến một cái trại tị nạn ở đây ở Berlin để thả ông ta xuống. Và từ khi bà Nga vừa đi khuất thì ông Trịnh Xuân Thanh đã đi một chiếc xe khác tới khách sạn này, là khách sạn Sheraton ở đây sau lưng chúng tôi. Và tại đây thì ông Trịnh Xuân Thanh đã gặp bà người bạn gái là Đỗ Thị Minh Phương. Đây hình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh. Đây là hình ảnh của Đỗ Thị Minh Phương. Và theo lời khai của một cái người bạn của cô Đỗ Thị Minh Phương trước tòa án thượng thẩm ở Berlin trong thời gian qua, thì cô bạn gái nói rằng khi mà cô Đỗ Thị Minh Phương tới Paris thì đã gọi điện cho cô ta và mời cô ta lên Berlin để cùng gặp nhau và trao đổi. Tuy nhiên là cô bạn gái của cô Đỗ Thị Minh Phương ở Đức không có thời gian và không lên được. Nhưng khi tới Berlin thì cô Đỗ Thị Minh Phương có gọi một lần nữa cho người bạn gái này. Người bạn gái hiện nay vẫn đang làm nails, làm nice ở Đức, và nhưng mà cái người bạn gái đó không thể lên được. Nhưng mà rất bất ngờ thì sau đó ít ngày thì cô Đỗ Thị Minh Phương lại gọi điện một lần nữa từ Việt Nam cho cô bạn gái và nói rằng là cô ta đã về đến Hà Nội và bị thương ở tay. Đấy, đây là hình ảnh của cô Đỗ Thị Minh Phương. Và cô Đỗ Thị Minh Phương này đã ở đây nhiều ngày, và những cái người nhân viên của khách sạn ở đây thì họ đã chứng kiến hai cái người này đã ăn sáng với nhau, đã đi dạo và đã có những cái trao đổi với nhau rất thân mật ở cái khách sạn này. Và chúng tôi cũng đã hỏi cái người mà
làm dịch vụ ở khách sạn này, và họ đã xác nhận rằng là có gặp hai người đó. Và tất nhiên những cái nhân viên khách sạn ở đây họ đã khai trước tòa rằng là họ đã thấy hai người này đã gặp nhau, ăn uống với nhau và đã có những cái trao đổi rất thân mật ở đây. Đây là khách sạn Sheraton. Và sự việc diễn ra đó là vào năm 2017, tháng 7, 2017, thì khi mà ông Nguyễn Xuân Phúc sang dự hội nghị G20. Các bạn thấy là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc G20 với vai trò là người điều hành của APEC 2017 tại Đà Nẵng. Đây các bạn nhìn xem. Và đây là hình ảnh mà ông Nguyễn Xuân Phúc đã gặp bà Thủ tướng Đức Angela Merkel ở bên lề cái hội nghị G20 ở Hamburg. Sau đó, tất nhiên không phải là cuộc đón tiếp chính thức, mà chỉ là một cuộc gặp ở trong một cái phòng để bà Angela Merkel tiếp những cái đoàn mà đến đây để dự mà thôi. Vâng. Và có lẽ là do bức xúc với những cái thông tin, những cái việc mà ông Nguyễn Phú Trọng làm, cho nên khi ông Trịnh Xuân Thanh sang bên Đức thì ông ta đã thông qua một cái người blog tên là Người Buôn Gió, họ đã viết những cái bài phản biện lại và không nói rằng là không tin tưởng sự lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng. Và ông Trịnh Xuân Thanh lúc đó đã trả lại thẻ đảng. Đây các bạn xem, đây là thẻ đảng mà ông blog Người Buôn Gió, tức là ông Bùi Tiến Hiếu, đã chụp và đưa lên trên các mạng xã hội, và các bạn có thể tự xác nhận đây là hình ảnh cái thẻ đảng gốc của ông Trịnh Xuân Thanh khi chụp ở Đức. Đây là cái đồng hồ, vâng, đây, và có ngày tháng năm sinh đầy đủ, là ông Trịnh Xuân Thanh sinh ngày 12 tháng 3 1966 ở Đông Anh, Mai Lâm, Đông Anh, thành phố Hà Nội. Thì Đông Anh thì cũng là cái nơi mà quê của Nguyễn Phú Trọng, cũng gần đấy. Rồi, đấy, đây ngày vào đảng là năm 2004 là ngày vào đảng, và ông Trịnh Xuân Thanh đã trả lại cái thẻ đảng này. Và ngoài ra ông ta đã viết những cái nội dung mà đả kích và không tin tưởng cái sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc đó. Và có lẽ đấy là một trong những nguyên nhân mà an ninh Việt Nam đã phải đột nhập vào lãnh thổ Đức để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh về. Đấy, các bạn xem hình ảnh. Và một trong những người mà tiếp tay cho cái việc đó rất tích cực trong cái vụ án bắt cóc này, thì các bạn phải biết rằng đây là ông đại sứ Việt Nam tại Đức, Đoàn Xuân Hưng. Đấy, các bạn nhìn xem. Đấy. Và ông ta có những cái mối quan hệ rất là chặt chẽ với cả nhiều cái đối tượng khác nhau, nhiều cái tầng lớp khác nhau, ngay cả với cả những cái xã hội đen ở đây thì ông ta cũng nhậu nhẹt thường xuyên. Và ở đây là hình ảnh ông đại sứ Đoàn Xuân Hưng khi mà xảy ra vụ bắt cóc đó, cái người mà đại diện của nhà nước Việt Nam tại Đức. Đấy, và đây là cái hình ảnh mà tòa đại sứ Việt Nam tại Đức trong cái thời điểm đó rất căng thẳng. Sau khi bị vụ bắt cóc xảy ra thì các bạn biết truyền thông Đức và quốc tế liên tục đến những cái tòa đại sứ Việt Nam này để quay phim, để chụp ảnh, để đưa thông tin lên cho quốc tế biết. Và đây là hình ảnh của tòa đại sứ Việt Nam tại Berlin cách đây không xa. Và ngoài ra thì để tham gia cái vụ bắt cóc này thì có rất nhiều những cái cán bộ an ninh tình báo của Việt Nam, ngay cả những cán bộ hiện nay đang làm việc ở Cộng hòa Liên bang Đức với vai trò cán bộ ngoại giao, thì họ cũng tham gia vào cái việc bắt cóc này. Đó là đại tá tình báo Việt Nam Nguyễn Đức Thoa. Trong cái vụ án bắt cóc đó, các bạn nhìn hình ảnh đây. Đấy. Thì đại tá tình báo Việt Nam Nguyễn Đức Thoa đã bị chính quyền Đức trục xuất ngay lập tức 48 tiếng sau vụ bắt cóc xảy ra. Thì phía Đức đã trục xuất ông ta 48 tiếng sau đó. Và hiện nay thì ông Nguyễn Đức Thoa vẫn làm việc ở Bộ Công an tại Việt Nam. Ở bộ phận nào thì chúng tôi không được rõ. Nhưng ông Nguyễn Đức Thoa, đại tá tình báo Việt Nam Nguyễn Đức Thoa, cũng lại là một cái người được nhà nước Đức đào tạo, Cộng hòa Dân chủ Đức đào tạo trở thành cán bộ an ninh. Nhưng mà sau đó rồi thì đến thời sau khi Đức thống nhất thì ông ta đã quay lại nước Đức và công tác ở tòa đại sứ Việt Nam tại Berlin, và sau đó thì lại lập dùng những cái kinh nghiệm mà được phía Đức đào tạo để tham gia gây án những cái vụ án nghiêm trọng là vụ án bắt cóc này. Cái hậu quả mà ông ta phải chịu đó là việc mà ông ta bị trục xuất về Việt Nam sau 48 tiếng. Và những cái thông tin này thì rõ ràng là các bạn không thấy những cái tờ báo ở trong nước nói gì về những cái chuyện này, và đặc biệt là những cái báo chí, hơn 800 tờ báo chỉ nói rằng là ông Trịnh Xuân Thanh về đầu thú. Nhưng mà điều đó thì không phải, bởi vì là ở Đức thì họ đã xét xử 17 phiên tòa cho cái vụ bắt cóc đó, và cho đến ngày hôm nay thì tòa án thượng thẩm đã xét xử xong, nhưng tòa án liên bang vẫn đang làm cái công tác là kháng nghị phúc thẩm của ông Nguyễn Hải Long, cho nên vụ án vẫn chưa xong. Và cái người tiếp theo mà tham gia vào cái việc bắt cóc này trong tòa đại sứ Việt Nam, các bạn xem đây hình ảnh đây. Đây là đại tá Lê Thanh Hải, sĩ quan liên lạc của Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin. Và ông Lê Thanh Hải bị cáo buộc là đã dùng chiếc xe của sứ quán dẫn đường để chở chiếc xe
có một chiếc xe khác của sứ quán chở ông Trịnh Xuân Thanh từ Berlin, từ đại sứ quán Việt Nam ở Berlin sang Cộng hòa Séc và sau đó sang Bratislava của Slovakia để đưa lên chiếc máy bay của ông Tô Lâm mượn và bay sang Moscow đưa về Việt Nam. Ở đây là hình ảnh ông đại tá Lê Thành Hải, một trong những người cũng tham gia theo như cái cảnh sát họ khai báo trước tòa thì là họ có bằng chứng, có video quay lại đầy đủ những cái quãng đường của chiếc xe của sứ quán Việt Nam nó lưu thông trên đường như thế nào và đổ xăng ở đâu, và hình ảnh đấy là có ông Lê Thanh Hải là cái người dẫn đường và những cái người cảnh sát an ninh Đức mà tôi đã gặp, họ rất ngạc nhiên và cũng rất là buồn, bởi vì là bản thân là những cái người cũng là ông Lê Thanh Hải này cũng lại được phía Cộng hòa Dân chủ Đức Đức đào tạo thành cán bộ an ninh nhưng mà về Việt Nam công tác và sau đó lại quay trở lại Đức để làm để công tác ở tòa đại sứ và gây án tại Đức. Thì đấy là cái điều mà rất tệ hại và làm mất lòng tin của phía Đức. Người thứ ba tiếp tục trong cái đại sứ quán Việt Nam tham gia cái vụ án bắt cóc này đó là bí thư đại sứ quán Việt Nam tại Đức, ông Lê Đức Trung. Các bạn xem đây là hình ông Lê Đức Trung. Đấy, ông Lê Đức Trung thì là cái người mà có cái vai trò là rất gần gũi với cái khách sạn này. Khách sạn Sheraton này các bạn thấy là nơi mà rất là nhiều những cái người đến đây để thuê phòng, và khi mà họ thuê phòng thì họ phải tức là họ trả phòng. Thế nhưng mà bởi vì ông cô Đỗ Thị Minh Phương là người bạn gái của ông Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc khỏi cái khách sạn này ở ngoài đường, thì sau đó rồi để trả cái phòng này thì ông bí thư đại sứ quán Việt Nam Lê Đức Trung đã phải nhờ một cái người Việt Nam ở Berlin đến để lấy đồ cho cô Đỗ Thị Minh Phương ở trong khách sạn này và báo trả phòng. Chính vì vậy mà ông ta cũng tham gia trực tiếp vào cái vụ này, vụ bắt cóc này bằng hình thức là đi lấy đồ cho cô Đỗ Thị Minh Phương là người bị bắt cóc. Đây các bạn xem, đây là hình của ông Lê Đức Trung. Và người tiếp theo, người thứ tư trong tòa đại sứ cũng tham gia, đấy là một nữ tham tán công sứ đại sứ quán Việt Nam tại Đức, bà Lê Thị Thu. Đấy, bà Lê Thị Thu, các bạn xem đây là hình ảnh bà Lê Thị Thu. Đây là một trong những người mà tham gia rất nhiều những hoạt động cộng đồng của người Việt Nam tại Đức, và chính vì tham gia những hoạt động cộng đồng đó cho nên là bà Thu có rất nhiều quan hệ với cả những cái người mà Việt Nam ở đây, những người luôn luôn là hỗ trợ và giúp sứ quán rất nhiều khi mà bất cứ lúc nào mà khi sứ quán có cái yêu cầu. Thì đấy là bà Đỗ Thị Thu là cái người mà thường xuyên đến gặp cộng đồng. Trong những cái buổi gặp đó thì bà Thu này đều nói rằng người Việt Nam sống ở Đức thì phải cố gắng, thì phải tôn trọng pháp luật nước Đức và thực hiện đúng pháp luật nước Đức. Nhưng mà cuối cùng thì họ là những người đã bản thân họ khi đi giao giảng cái điều đó, thì cuối cùng họ là những người làm ngược lại, đó là họ tiếp tục tấn công vào nước Đức và họ không thực hiện những cái pháp luật của nước Đức và vi phạm rất nặng nề cái công ước ngoại giao của các nước, đó là việc mà không được can thiệp vào công việc nội bộ của nước Đức bằng hình thức là bắt cóc, tổ chức bắt cóc người trên lãnh thổ nước Đức. Đây các bạn xem, đây là bà Đỗ Thị Thu, và hiện nay thì bà Lê Thị Thu này thì cũng vẫn đang công tác ở Việt Nam, thì không biết là sau khi bà ta về nước thì Bộ Ngoại giao đã sắp xếp cho bà Lê Thị Thu làm ở đâu. Thì cái điều đó thì những cái người bạn của bà Lê Thị Thu này khi xem được những clip này thì sẽ chắc chắn là sẽ có thể tìm hiểu thêm về bà Lê Thị Thu đang làm ở công tác ở Bộ Ngoại giao, thì bà ta làm công tác gì. Vâng, và bên cạnh đó thì còn có rất nhiều những cái người khác mà tham gia, đó là những cái hệ thống mạng lưới ngầm, đó là những người mà gọi là, đây các bạn xem, đây là hình ảnh ông Đào Quốc Oai, một cái người Việt kiều tại Cộng hòa Séc, và từ Séc ông ta đã tổ chức cái vụ án bắt cóc này cùng với Nguyễn Hải Long và những người khác để tham gia. Và hiện nay ông Đào Quốc Oai thì đang trốn về Việt Nam và có lẽ là trốn ở Hải Phòng, là nơi quê hương của ông ta, và ông ta là em của một cái người phó giám đốc công an của Hải Phòng, an ninh kinh tế Hải Phòng hiện nay. Thì nếu mà những ai theo như cảnh sát ở đây họ yêu cầu, những ai biết ông Đào Quốc Oai ở đâu thì có thể gửi email cho cảnh sát Berlin để họ tiếp tục điều tra và truy sát ông này để ông ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về cái việc mà tổ chức bắt cóc người trên lãnh thổ nước Đức. Thì ông Đào Quốc Oai đang trốn, và ngoài ông Đào Quốc Oai ra thì còn có một cái người khác nữa, đấy là ông Lê Anh Tú là một cái người lái xe và hay thường xuyên đi cùng ông Đào Quốc Oai để cùng đi đánh gôn bên Đức và các nơi ở châu Âu. Thì cái ông Lê Anh Tú cũng là người đang bị truy nã đấy, cùng ông Đào Quốc Oai. Đây là những tội phạm rất nguy hiểm, cho nên là những cái người nào mà tiếp xúc với những người này hoặc làm ăn kinh doanh với người này phải rất cẩn thận, bởi vì bất cứ lúc nào họ cũng có thể gây án, và họ có những cái phương tiện gây án rất ghê gớm. Đấy, các bạn nhìn cái khuôn mặt của ông ta rất là ghê gớm, và đây là cảnh sát Đức hiện nay đang truy nã ông Đào Quốc Oai, và có những thông tin cho rằng là ông ta đang trốn ở Hải Phòng.
Vâng. Và tất nhiên sau vụ án bắt cóc này thì ông có một cái nhân vật mà khá nổi tiếng trong thời gian vừa qua trên truyền thông thì đã bị cảnh sát an ninh Đức bắt giữ và điều tra, cũng như là hiện nay đang tạm giam ở chỗ ở đây ở Berlin, bởi vì là vụ án vẫn chưa kết thúc và hiện nay tòa án liên bang vẫn đang tiếp tục xem xét cái vụ án này tiếp tục. Thì có nghĩa là ông Nguyễn Hải Long là một Việt kiều của tại Cộng hòa Séc thì đang bị tạm giam ở đây sau khi tòa án thượng thẩm đưa ra bản án là 3 năm 10 tháng đối với cả bị cáo này. Và ông Nguyễn Hải Long đã nhận tội trước tòa là ông ta đã tổ chức cùng tham gia tổ chức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, cùng mật vụ Việt Nam tham gia tổ chức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Có nghĩa là bằng chứng đầy đủ và bản thân ông Nguyễn Hải Long đã nhận tội và ký nhận tội trước tòa. Và cái hôm mà ông ta ký thì chúng tôi cũng đã tường thuật trực tiếp để các bạn cùng xem cùng biết. Thì đây là hình ảnh ông Nguyễn Hải Long. Đấy. Và bởi vì phiên tòa chưa kết thúc cho nên bất cứ lúc nào những cái người mà có liên quan đến những cái vụ án này khi sang Đức hoặc sang những cái nước châu Âu có thể sẽ gặp phải những cái khó khăn, bởi vì hiện nay những cái người như chúng tôi biết là ông Đào Quốc Oai, ông Nguyễn Hải Long, ông Lê Anh Tú và một số cán bộ an ninh khác của Việt Nam đang nằm trong danh sách truy nã của châu Âu. Đấy. Đây là ông Nguyễn Hải Long. Và tất nhiên ông Nguyễn Xuân Phúc của chúng ta thì là người cũng chịu trách nhiệm rất rất nặng nề về cái việc này, bởi vì ông ta đã tham gia vào vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh một cách gián tiếp và là người chịu trách nhiệm. Ông ta là người đứng đầu chính phủ cho nên là phải chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động của Bộ Công an, trong đó có ông Tô Lâm, trong đó ông Đường Minh Hưng và cái cán bộ dưới quyền. Và đây là hình ảnh các bạn đã thấy ông Nguyễn Xuân Phúc của chúng ta khi đấy dự G20 và được mời tham gia nghe nhạc giao hưởng tại một nhà hát lớn ở Hamburg. Thì ông ta ngồi quạt phe phẩy cả buổi và gây ra cái sự khó chịu rất nhiều cho các lãnh đạo cấp cao khác của các nước khác. Đây, và các bạn nhìn lại xem. Đấy, đây là ông. Bởi vì trong cái thời gian mà khi sang dự G20 thì ông Nguyễn Xuân Phúc có đưa cho bà Thủ tướng Đức Angela Merkel một cái công hàm và mong muốn rằng là dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam. Đấy, tức là giống như là kiểu dạng dẫn độ. Thế nhưng mà các bạn phải biết rằng là nước Đức là một nhà nước pháp quyền và mọi cái xét xử cũng như là những cái quyết định đó là nằm ở bên tư pháp. Tư pháp thì độc lập với hành pháp, là nơi bà Thủ tướng Đức Angela Merkel và ngành cảnh sát là làm việc. Cho nên bà Thủ tướng Angela Merkel đã nói ông Nguyễn Xuân Phúc rằng cái việc này là bên tư pháp, là bên tòa án quyết định, chứ bà ta không thể quyết định được. Thì đó là cái lời khai của những cái cảnh sát bảo vệ của bà Thủ tướng Angela Merkel thời điểm đó đã nói trước tòa. Và nhưng mà có lẽ ông Nguyễn Xuân Phúc đã quá sốt ruột về cái việc là không đưa được Trịnh Xuân Thanh về, thì cho nên ông ta đã ra lệnh cho những người dưới quyền là lúc ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, ông Đường Minh Hưng là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh và những cán bộ công an khác bắt cóc ngay ông Trịnh Xuân Thanh chỉ sau có 2 tuần sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc về nước. Và có điều rất đặc biệt là trong cái thời gian mà ông Nguyễn Xuân Phúc sang dự G20 thì các bạn thấy ở đây ông Nguyễn Xuân Phúc thì ông ta lại xin phép chính phủ Đức là mang súng vào khỏi nước Đức. Thì đấy là cái điều rất đặc biệt, bởi vì từ trước đến nay thì Việt Nam chưa có xin phép cái chuyện là mang súng vào làm gì, bởi nước Đức là nước rất an toàn và hơn nữa là những cái người mà cán bộ lãnh đạo của các nước sang Đức để công tác thì đều được bảo vệ rất chu đáo. Nhưng mà lần đó, tức là vào tháng 7 năm 2017, thì ông Nguyễn Xuân Phúc lại xin phép là được mang súng vào, số lượng bao nhiêu súng và bao nhiêu người mang súng thì cái đó báo chí không tiết lộ, nhưng mà đó là thông tin mà một tờ báo ở phía Nam nước Đức đã tiết lộ ra và chúng tôi cũng đã đăng tải trong cái thời gian vừa qua. Và liệu rằng những cái người mật vụ đó có ở lại để theo dõi và dùng những khẩu súng vũ khí đó để sau đó bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh hay không, thì cái việc đó là do cơ quan cảnh sát điều tra Đức vẫn phải tiếp tục làm rõ trong thời gian tới. Và đây các bạn cũng thấy chúng tôi đang đứng trước ở khách sạn Sheraton ở Berlin. Và ngay sau cái video clip này thì tôi sẽ tiếp tục một cái video clip tiếp theo, đó là nơi mà xảy ra vụ bắt cóc vào buổi sáng ngày 23 tháng 7 năm 2017. Là từ đây đi bộ, chúng ta lát nữa chúng ta sẽ đi bộ từ đây ra đúng cái chỗ mà bị bắt cóc theo đúng cái lộ trình mà ông Trịnh Xuân Thanh và bà Đỗ Thị Minh Phương bị bắt cóc. Thì đấy là cái điều mà chúng tôi muốn cung cấp với các bạn tường trình trực tiếp và thực tế nhất những cái gì thực sự đã diễn ra để các bạn đều biết. Bởi vì các bạn cũng biết rồi, ở Việt Nam thì có rất nhiều cơ quan báo chí, ở Đức
có những cơ quan báo chí của Việt Nam có nằm ở đây như Thông tấn xã, như VTV4, VTC10, họ cũng biết, họ cũng dự tham gia các phiên tòa nhưng họ đã không đăng cho các bạn biết. Thì đấy là cái điều rất tai hại mà người dân Việt Nam đang phải gánh chịu. Và ngay sau clip này thì chúng tôi sẽ mời các bạn đi cùng với chúng tôi đến cái chỗ mà bị bắt cóc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của chúng tôi từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức do Lê Trung Khoa, Thời báo .de thực hiện. Và các bạn hãy bấm nút theo dõi của Thời báo .de, của Facebook Lê Trung Khoa để biết những thông tin mới nhất và thực tế nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong cái clip chỉ sau 5 phút nữa thì chúng tôi sẽ mời các bạn đi tiếp từ đây đến chỗ bắt cóc và chúng ta sẽ tiếp tục tường trình cái phần 2 ở đó. Chào các bạn.